Hai, xin chào tất cả các bạn. Nhiều bạn phân vân không biết mua giữa phiên bản cao cấp hay phiên bản tiêu chuẩn của dòng Exynos 155 2024 các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay giới thiệu về những cái tính năng trên hai phiên bản để các bạn có thể biết được ở phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn được trang bị những gì nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn về hai phiên bản, giữa phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn. Ở phiên bản cao cấp là một cái màu đen nâu nghe các bạn, cũng là màu đen bóng với màu nâu bóng. Thì ở phiên bản cao cấp thì tất cả các bạn đã biết về những cái tính năng như là phanh trước được trang bị là phanh 2 bít tông kết hợp với đĩa là 245mm và những cái mâm có những cái viền chỉ với một cái màu nâu hoàn toàn mới của phiên bản cao cấp nghe các bạn. Đó, thì được phối giữa một cái màu đen nó trùng với ở phiên bản đen nâu, nó trùng với phiên bản tiêu chuẩn là màu đen xám các bạn. Hai phiên bản đều phối giữa một cái màu đen với một cái màu khác, như là ở phiên bản cao cấp là màu đen màu nâu. Thì phiên bản cao cấp là sử dụng ổ khóa thông minh smart key nghe các bạn, với được tích hợp thêm là cổng sạc 12V đó. Còn vỏ trước là sử dụng cái gai IGC gai xéo nghe các bạn, với mẫu yên là có một cách điệu giữa cái chính giữa hai cái phần yên các bạn đó. Còn về động cơ thì nó cũng như ở phiên bản tiêu chuẩn thôi các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn thì sử dụng phá thường nghe các bạn, vỏ trước là vỏ Maxxis gai ngược nè, mình sẽ quay cho các bạn đây đó. Thông số lớp thì vẫn như nhau đó. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phanh trước là một piston, cái lực phanh nó không bằng ở phiên bản cao cấp các bạn. Phiên bản cao cấp thì sử dụng phanh 2 piston, đĩa vẫn là 245mm hết các bạn, thông số lớp vẫn bằng nhau hết. Được ở phiên bản tiêu chuẩn thì được phối giữa một cái màu đen và màu xám, đen bóng và xám bóng nghe các bạn. Hai phiên bản hầu như là đều là màu đen các bạn, một bên là màu đen nâu và một bên là đen xám. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn các bạn được phối một cái tem màu đỏ với đen đỏ, còn bên kia là đen nâu. Thì phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng phá cơ nghe các bạn. Bản là sử dụng phá cơ, không có cổng sạc 12V và phần trước là một cái tông, với phần yên thì hai cái phần da thôi, ở giữa phần yên trước và phần yên sau không có miếng cách điều chính giữa nghe bạn. Còn về động cơ thì hầu như hai phiên bản giống nhau hết, vẫn là động cơ 155cc phát triển dựa trên nền tảng của động cơ G15 nghe bạn. Đây, ở phiên bản tiêu chuẩn là cái da yên nó liền hai miếng thôi các bạn, không có một cách điều chính giữa nha. Đó, thì thông số như là thông số lớp hoặc những cái thông số kỹ thuật thì giống nhau hết các bạn, chỉ khác nhau về sử dụng phá nè các bạn. Ở phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phá thường, không có cộng sạc 12V nha các bạn. Còn tính năng như là machine signal và nút còi, còn bên tay phải của vẫn là nút hà gia với một nút tắt máy thẳng thấp thôi các bạn. Nó do hầu như giống nhau hết hai phiên bản, chỉ có khác nhau thôi đó. Phiên bản cao cấp nè các bạn, sử dụng ổ khóa thông minh smart key, cổng sạc 12V với phanh trước là 2 bít tông thôi. Còn hầu như là hai cái phiên bản đều giống nhau hết các bạn. Phiên bản ABS cũng vậy thôi các bạn. Thì ở phiên bản cao cấp sử dụng ổ khóa smart key thì nó có một cái tiện ích là hệ thống khóa thông minh tiện lợi an toàn, giúp người dùng dễ dàng định vị tìm xe nè các bạn. Ngoài ra cái núm xây có tính năng mở khóa, tắt khóa điện, mở khóa cổ xe, mở yên chỉ được kích hoạt khi người cầm khóa đang ở trong phạm vi cho phép. Là tất cả các bạn bỏ cái remote trên người mình á, lại gần xe mới mở khóa được. Các bạn đi cách khoảng ngoài 1 mét là không có mở khóa xe được các bạn. Một cái tính năng an toàn ở cái phiên bản cao cấp đó là sử dụng ổ khóa thông minh. Còn phiên bản tiêu chuẩn là phá cơ. Nếu mà các bạn muốn được cái tích hợp thêm một cái tính năng chống trộm chống cướp như ở phiên bản cao cấp thì các bạn phải câu thêm chống trộm hoặc linh kiện điện tử mới được nha các bạn. Đó, mình sẽ giải thích cho các bạn để các bạn có thể mà lựa một cái phiên bản mà mình ưng ý nhất trước khi mình mua xe nha các bạn. Đó, còn bạn nào mà không thích về cái ổ khóa thông minh smart key nó gồm gà quá thì các bạn có thể chọn ở phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng khóa cơ nha các bạn. Hai phiên bản thì nói chung nó không có cái gì khác nhau, chỉ khác nhau về thắng trang bị ổ khóa với cổng sạc thôi các bạn. Ngoài ra những tính năng trên đồng hồ đều giống nhau hết nha các bạn. Đó, thì mình cũng
Thì nhiều bạn cũng nhắn tin thì cũng phân vân giữa một phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn, thì mình cũng giải đáp thắc mắc cho các bạn, các bạn có thể chọn được một cái mẫu xe mà mình ưng ý nhất. Thì bạn nào mà thích cái sự thông minh và tích hợp và không sử dụng chìa khóa, các bạn có thể chọn phiên bản cao cấp. Các bạn sử dụng remote đó. Remote thì tiện dụng thôi, để cho người các bạn lại gần xe, các bạn có thể mở khóa xe, các bạn chạy, và khi mà các bạn tắt khóa, các bạn không cần bấm nút gì, các bạn đi ra chỗ khác thì xe nó tự mặc định khóa lại ngang bàn đó. Các bạn chỉ cần tắt cái núm chìa khóa thôi. Còn phiên bản tiêu chuẩn là sử dụng khóa cơ nha các bạn. Thì hai phiên bản đều là một cái màu bóng hết, như là ở phiên bản cao cấp màu đen nâu, đen thì là đen bóng các bạn, nâu là nâu bóng. Thì hai phiên bản cao cấp đó các bạn là phiên bản GC các bạn. Các bạn thấy ở trên cái phần mạo đầu nó có GC chìm y gan 3D. Các khi mà các bạn nhìn thẳng vô là các bạn thấy, các bạn nhìn ngang các bạn mới thấy được cái chữ GC này các bạn. Đó, một cái tem 3D chìm tiệp với một cái màu đen. Khi mà cái tem này các bạn gờ lên có một cái đường cộm y gan những cái mà tấm lụa in vậy các bạn, cực kỳ là đẹp đúng không các bạn, một cái hiệu ứng nha các bạn. Các bạn chỉ thấy được chữ Ultion thôi, các bạn nhìn gần các bạn mới thấy được chữ GC nha. Với mặt nạ trước thì cũng được phối một cái tem màu nâu với dòng chữ là center màu bạc cho nó sáng, dễ phân nhận diện được cái dòng xe của mình luôn các bạn. Thì tất cả các bạn đã biết về cái mẫu xe Accenter 155 2024 thì được thay đổi về như mặt nạ trước nè, mẫu ốp đầu, và thêm một cái tính năng nữa là phiên bản ABS, các bạn trang bị thêm ABS nha. Đó. Rồi, và lược bỏ hai cái phần của cái ốp pha đèn các bạn, và làm bằng luôn nha các bạn. Một cái mẫu tem chữ GC nè các bạn, thì cũng được phối một cái chữ GC chìm y gan cái mã ốp đầu các bạn, cực kỳ là đẹp luôn. Một cái hiệu ứng 3D ở phiên bản đen nâu các bạn. Còn phần ốp sườn sau thì được phối một cái tem mà rơm chữ GC sáng cho cái phần khúc ân sau. Ở cái phiên bản tiêu chuẩn màu đen xám thì nó cũng không có thua kém gì về cái màu nha các bạn, về màu sơn nha. Thì mỗi mẫu màu như là đen nâu thì nó có vẻ đẹp riêng của nó. Còn bạn nào mà thích màu đen xám mình có thể chọn ở phiên bản tiêu chuẩn này các bạn. Đó. Thì về thiết kế là giống nhau hết, nhưng mà khác về phiên bản mẫu tem nè, màu sơn. Thì ở phiên bản tiêu chuẩn thì được phối mẫu tem nó khác mà, dòng chữ center lớn hơn, và những cái tem màu đỏ như ở phần ốp sườn sau thì không có cái tem GC, chỉ có là D siêu với dòng chữ là 155 ở phần khói của dòng center 155 các bạn. Hai phiên bản thì nó có hai cái nét đẹp riêng. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu mà các bạn có thắc mắc về hai phiên bản này, nhớ nhắn tin comment cho mình nhé. Xin chào.